Hello, xin chào tất cả các bạn. Có rất nhiều bạn có hỏi mình là làm thế nào để tạo ra được một cái cover ở trên cái trang cái kênh YouTube, làm sao để cho nó vừa đẹp vừa dễ làm mà nó lại có thể là thân thiện ở trên nhiều thiết bị khác nhau. Thì đây chính là cái video dành cho bạn. Tôi sẽ giúp cho bạn cái rất là nhanh chóng, chỉ trong khoảng một phút thôi là bạn có thể tạo ra được một cái cover rất là đẹp và nó thân thiện ở trên nhiều thiết bị khác nhau. Ok, và đầu tiên là bước một đó là bạn sẽ vào cái trang, đó chính là cái trang Canva. Đấy, đây là một trong những cái công cụ vô cùng là tuyệt vời để giúp cho bạn là ok là thiết kế design, mà nó hoàn toàn miễn phí. Đầu tiên là các bạn vào trang Canva. Như là ở cái trang Canva này thì mình đã đăng ký tài khoản rồi. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản thì bạn hãy đăng ký tài khoản. Sau đó thì bạn sẽ vào cái phần tìm kiếm, bạn có thể gõ cho mình cái từ cover YouTube. Đúng không ạ? Cover YouTube ạ. Sau đó thì bạn click vào cái phần cover YouTube này. Sau đó ở đây thì nó có hàng trăm cái chủ đề khác nhau để cho bạn lựa chọn. Đó. Và lưu ý là ở đây người ta làm rất là chuẩn rồi, thì những cái khu vực hiển thị, đây là những cái khu vực hiển thị mà ở tất cả các thiết bị đều có thể nhìn thấy được, và nhìn thấy được với lại cái đầy đủ, rất là đầy đủ những cái chi tiết. Đó. Thì bạn có thể lấy một cái hình, một cái mẫu bất kỳ ở trong cái phần này để các bạn có thể là tự thiết kế cho mình một cái cover thật là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ là thiết kế riêng cho mình một cái, và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách thức sử dụng cái công cụ này. Như đây là mình sẽ chọn cái hình này nhá. Đó. Ok, mình chọn cái hình này. Được chưa ạ? Đó, như vậy là mình chọn cái hình này nhá. Các bạn thấy không? Đó. Và đây để có những cái phông chữ và cái chữ viết đây rồi, mình chỉ cần click vào đây để mình thay thay cái phông chữ thôi. Được chưa ạ? Đó. Thì các bạn làm tương tự nhá, các bạn chọn sau đó các bạn vào và các bạn thay chữ như vậy đây, rất là đơn giản đó. Mình thay chữ này anh em ơi. Ok đấy, mình sẽ lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn. Đấy thì các bạn thấy không, đó đây là một cái cover trên YouTube mà mình đã tạo ra rồi này. Thì rất là đơn giản, các bạn nhấn kích vào đây, các bạn đánh cái gì, bạn gõ cái tên gì thì bạn cứ gõ vào đây thôi. Đó, ví dụ cái tên kênh của bạn là gì, được chưa ạ? Đó, và cái chủ đề mà các bạn sẽ chia sẻ trên cái kênh của bạn là gì. Như mình thì mình sẽ kênh mình chia sẻ về marketing and life, tức là cuộc sống của mình và cái công việc mình yêu thích, đó là marketing. Bạn hoàn toàn có thể thêm cái hình của mình vào trong này. Đó, rất là đơn giản. Thì ở đây nó có cái phần này thì đó. Ví dụ như bạn muốn thêm cái biểu tượng cái mũi tên này đúng không? Thì bạn chỉ cần gõ đây này, around này, around thì nó sẽ ra cho bạn hàng trăm cái mũi tên khác nhau. Và bạn có thể lựa chọn những cái phần làm free nhá, miễn phí thì mình sử dụng hoàn toàn miễn phí thôi, có gì đâu. Đấy. Còn bạn muốn chèn chữ vào thì bạn sẽ bấm vào text này, sau đó thì bạn click vào chọn, xong đó bạn ghi chữ, xong đó thì là bạn bạn có thể xoay nó, xoay xoay nó đó, được chưa, giống như là mình đã xoay nó, xoay xoay nó này đó, thấy chưa, bạn thấy đơn giản không? Đó, ok. Còn rất là nhiều những cái tùy biến khác để các bạn có thể là tìm kiếm, tìm hiểu thêm ở ở phần này thì mình sẽ không chia sẻ thêm. Sẽ có một cái video khác mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái làm sao để các bạn được thiết kế ở trên Canva cho nó đẹp nhất, và nó thân thiện với lại cả khách hàng, cũng như là có tỷ lệ chuyển đổi cao. Có rất là nhiều những cái thứ tuyệt vời nó đang có ở trên cái trang Canva này, và bạn có thể tự tìm hiểu. Ok, xin chào, và ok, mình sẽ cho các bạn thấy được, mình sẽ giới thiệu tiếp. Thì ví dụ khi bạn làm xong rồi thì bạn muốn tải về đúng không, thì bạn tải như thế nào đúng không, thì bạn kích ở bạn đấy ở trên này có nút download này, xong bạn download nó về thôi, được chưa ạ? Đó, ví dụ ở đây có hai trang thì bạn muốn download một trang thì bạn kích vào đây, được chưa ạ? Hoặc là bạn muốn tất cả thì bạn kích vào đây, sau đó bạn bấm đăng và download là được, ok ạ? Đó, sau khi bạn download xong thì bạn thay nó như thế nào đúng không ạ?
bạn sẽ thay nó lên cover như nào đúng không? Đó, các bạn thấy đây là cái cover của mình nhá. Bây giờ mình sẽ thay nó lên cover như này. Đó, mình sẽ chọn lên này. Đó, mình chọn lên này. Được chưa? Đó, và các bạn thấy không? Thì cái cover này ấy, thì nó thân thiện trên mọi thiết bị. Các bạn có thể thấy là đây, ví dụ trên laptop nó sẽ hiện như thế này, và trên TV nó sẽ hiện như thế này, và đây là ở trên trên điện thoại di động nó sẽ hiện như thế này, các bạn thấy không ạ? Và các bạn có thể tùy biến nữa, đó là các bạn có thể cắt, đó, cắt làm sao có thể co cái hình lại như thế nào đây để cho nó phù hợp với cả cái mong muốn của bạn. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cái cách thức để giúp cho chúng ta có thể tạo ra một cái cover rất là đẹp ở trên cái kênh YouTube. Rất là cảm ơn bạn đã xem cái video này. Nếu như bạn thấy video của mình hay và hữu ích, bạn có thể share cái video này, cũng như là đăng ký cái kênh của mình để có thể nhận thêm những cái video bổ ích về marketing, về cuộc sống trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.